Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị trận cờ rất hay, trận bán kết của hai kiện tướng quốc gia Đặng Hữu Trang và Nguyễn Minh Hưng vừa diễn ra sáng nay, ngày 16 tháng 4 năm 2023. Trận đầu tiên, Đặng Hữu Trang cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Minh Hưng cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。Chơi đến đây mất pháo hoặc mất tượng, Nguyễn Minh Hưng buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Ván này Đặng Hữu Trang cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Minh Hưng cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。
Xin Chang Jun. Chang Jun. Chơi đến đây lưỡng sát, Đặng Hữu Trang buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván cuối, Nguyễn Minh Hưng, cầm đỏ đi tiên, Đặng Hữu Trang, cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
chơi đến đây, bay tượng sẽ mất pháo, Đặng Hữu Trang, buông cờ nhận thua, video em xin kết thúc ở đây, cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị, xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.